Hello, xin chào tất cả các bạn đến kênh channel của mình. Thì mình là Phương Vista, hôm nay mình sẽ tiếp tục sinh tồn trên cái game nhặt rác này các bạn ơi. Sinh tồn cùng 500 anh em. Đấy, như các bạn thấy thì hiện tại là nhà cửa cũng thêm được ít rồi đó. Đó, các bạn thấy không? Cũng ok đó. Cũng sơ sơ thì nhìn cũng được. Nó sắp có nóc, có dách này kia thêm rồi các bạn. Đấy, dách che mưa, che nắng, che đá của con chim thả đá nữa. Để cẩn thận. À, thì bây giờ là mình đang ở gần cái đảo mà ba cái gần nhau các bạn. Hôm qua là mình nghĩ là này ở tam giác quỷ nên mình bị mất sóng các bạn. Nhưng không phải nha, mình chỉ giỡn thôi. Chứ thực ra trên đó có radar phát hiện ra đảo luôn các bạn ơi. Mình có radar phát hiện ra đảo luôn. Mình sẽ chạy lên check cái radar thử. Bằng cách thần kỳ nào đó nó sẽ phát hiện ra đảo. Ok, mình sẽ đi lên trên đó mình xem thử cái radar mới được. Mình giới thiệu, sẵn giới thiệu với bạn luôn về chiếc radar thần kỳ của mình. À, để mình bỏ đồ các bạn, bỏ cất mớ đồ cái rồi mình lan linh tinh lan tan cũng nhiều đấy. Cái hàng này mình chưa trồng được, hàng này có quá trời luôn á, chụp mấy bạn mình có quá nhiều hạt đó rồi. Ít cái này cần đấy, bỏ vô luôn. À, đây cái hình đâu có mặt họ rương chứa trang bị, kiếm cái rương chứa trang bị hình đầu cá mập mình sẽ bỏ đây. Tụi mình đã giết được 13 con cá mập, lấy được 13 cái đầu cá mập mấy bạn. Giờ mình sẽ leo lên trên vào cái radar. Ui dạ, leo khó quá. Đây là cái radar. Wow, mày thấy chưa? Thì xung quanh mình đây là cách đi hẳn về hướng bên trái ha, bên trái là hướng bắc ha, bắc là bên này bắc tây à. Tây bắc ha, hướng tây bắc nha các bạn, hướng tây bắc thì bờ chết 45 độ là cái đảo, có cái đảo cách đây cây số các bạn. Còn mình đang cái đảo cách mình 37 mét nè. Đấy, mình tắt đi. Ok, mình đã hiểu cái cách xài radar các bạn. Thôi mình lên đây mình farm tiếp các bạn. Hôm qua thì gian dở tại có mình không có dám lên, heo rừng đây nó khủng khiếp các bạn. Heo rừng không? Có, này có heo rừng nè. Chứ nó không? Nó heo rừng kinh dị đây nè. À. Để Johnny răng lên. Johnny săn cá mập lên. Thì sẵn hôm nay mình test cái mic luôn các bạn. Mình test cái mic mới, mình đây mới về được cái mic. Mình thấy thu âm này, chất giọng lọc âm này kia cũng ok bạn. Cái giọng mình nó trở nên thanh thoát hơn. Ý, có con gà tây nữa nè. Ở lên đảo chưa? Nào lên nói nha. Ở đây có con gà tây nữa là khiếp thiệt. Hoàng heo ác lắm, bà đâu dám farm nhiều đâu. Farm sơ sơ cái chạy xuống rồi gỗ nhiều lắm, trên đây gỗ nhiều lắm. Giờ mình cứ chặt cây các bạn. Thì cuối tuần này em mình về chắc sẽ có thêm một thành viên vô chặt phụ này, vô farm nấu ăn này kia chẳng hạn, phân nhiệm vụ ra. Ở đây thì team mình thì cai lưu là xây dựng các bạn. Bạn đó thì chuyên xây dựng, mình không biết xây dựng, mình chơi thôi. Xây dựng nó cực cực. Ui dùi, mình gặp con heo. Mất người ta, ui da. Mình gặp con heo bạn ơi. Con heo vừa tung mình. Được. Chạy. Thì còn bạn Huy thì bạn đó chuyên gia săn cá mập các bạn. Mình nghi là con heo này nó dí sống chết mình luôn nè. Đó, nó tông nó hắn két ghê thiệt. Mặc dù nó tông hụt các bạn. Nó đang trên mỏm đá với mình nè các bạn.
Thôi mình nhảy đi. Ủy, hai con heo luôn nha. Tình hình là đảo này có hai con heo luôn. Thấy không? Có hai con heo luôn, con heo trên mỏm đá, còn heo dưới đồng bằng nè. Đây tôi đã có giáo rồi nè. Để tôi dẫn dắt nó ra hiện. Đâu à, đâu à. À kìa kìa kìa, tôi thấy rồi, nó đang ở bờ rồi đây, để tôi. Mày. Ừ, nó hai con lận. Hai con kêu John đi răng lên. John đi răng. Ây da, không được, được, hết máu rồi. Tôi, ây da. Ý, ai lát ai cẩm tôi về nha, dí ghi là ai cẩm tôi về nha. Chết rồi mẹ. Ok, kêu một rồi nè, mình đã kêu được một heo rừng, mình chuẩn bị có bộ đồ heo rừng với bạn. Thì phải nhờ bạn Kalo dẫn mình về, mình kiệt sức rồi. Cầm dao gỗ, chọn không thấm rồi. Ừ, chứ phải làm dao sắt thôi, mình có sắt mà. Tè, mình đã trở lại. Giờ mình chuẩn bị lợi hại hơn xưa, là mình sẽ xài dao sắt nha. Đây, mình sẽ vô đây để mình làm dao sắt. Thì dao sắt cần là vũ khí đây. Dao sắt thì cần dây. Dây thì bên kia, mình bỏ sắt ở đây đi. Đấy, cần dây thì đây. Dây thì đủ rồi bạn, dây chế này thôi. Ok. Chốt đơn các bạn, mình đã lụm được Wow, giết heo được thịt bít tết nè bạn. Chuyện này có thu hoạch bọn nha, giết được hai con heo luôn. Con gà tây nữa, gà tây thì chưa. Con còn hả? Ok, vậy tôi để lên tôi hỗ trợ giết con thứ hai. Kêu Johnny răng đi lên khô máu luôn. Ây da. Tình hình Johnny răng là bạn đó hay ở nhà câu cá, bạn nhà câu cá trồng thêm rau hỗ trợ anh em. Ừ, cây này sắp lớn rồi bạn, sắp thu hoạch được rồi, nó nhú lên rồi. Để mình đem mình nướng thôi. Mình đem ít này mình nướng để có ăn, có anh em ăn mới được. Ủy. Đây xin hiểu bạn, giết heo xong rồi mình được có hai miếng ba rọi rút sườn. Quá ghê gớm. Em nhìn như thịt cá nha. Này khó phân biệt quá, nhìn giống thịt cá các bạn. Đấy. Còn trái cây vô. À, đây cũng có đồ hôm qua mình nướng sẵn, mình để đây mình thủ. Giờ mình nên lấy ra mình chuẩn bị dứt thôi. Rồi giờ là mình uống miếng nước. Đúng rồi, mình uống miếng nước để mình khát nước quá. Khát nước quá là ngủm cu tẻo luôn. Giờ có cái mic này các bạn, mình nó nhỏ hơn. Đấy, ok hơn, tại mình đang live stream ở trong phòng các bạn. Nói lớn quá ảnh hưởng tới người khác cũng không tốt. Ảnh hưởng tới con với vợ mình nó cũng không tốt. Nên ra mình tốt nhất là nên chơi game nói chuyện bé bé. Rồi. Chuẩn bị lên thôi anh em. John đi răng đi em ơi. Rồi mình rủ John đi răng đi mà John đi răng chưa thấy đi. Chúng ta chuẩn bị lên đại chiến 500 hiệp với con heo rừng. Ok, tôi hiểu mà. Thì né qua tại nãy hổ báo cáo trộm nó đứng đâm mà hai con đâm con kia đâm lưng á, chịu không thấu. Nó bên trái nè, nó không vô trong đây đâu, nó bên trái này nè. Tụi nó bên đây nè, hai con ở giữ hai cái mỏm, hai mỏm này nè. Nãy ông giết chắc cái con mỏm bên kia rồi. Đó, nó nó hút kìa. Đây, nó đây. Thấy không? Đi ra. Rồi, không được rồi các bạn. Tôi sẽ di chuyển, tôi né nó. Để nó. Chết rồi hả? Ok. Để thu hử thịt heo. À, mình thu không kịp rồi. Chắc là được hai miếng thịt à. Đây, để tôi chặt gỗ cho. Mình là
Thì chuyên gia mình của mình là chuyên nghiệp của mình là mình hay lên đảo và mình đi farm tài nguyên các bạn, để cho các bạn nhìn được nhiều cái sự tích lạ kỳ ở trên mấy cái đảo á. Đấy. Thì hôm qua mình do có nhiều con heo á, mình không biết là một hai con luôn, giờ mới thấy con thứ hai qua thấy con còn chết lên chết xuống. Mình AFK sớm luôn, là hôm qua có một mình server bị lỗi rồi. Hôm nay server ok các bạn. Mình cứ việc farm thôi. Heo thì mình đã skill rồi. Mình phát hiện được một cái hang. Một cái hang này chắc chắn theo mình nghĩ là nó rất là tài nguyên rất là phong phú, như là cái hang bữa trước mình ở clip trước mình có gặp mấy bạn. Ui có nấm nè mấy bạn. Khỏi chơi luôn nấm, khỏi chơi luôn. Nấm thì mình tính lấy xẻng xúc nhưng mà không cần mấy bạn. Đấy, mình đơn giản mình xúc nhẹ nhẹ hay là đấy, ra gì đấy. Là mình xịt. Quá đơn giản. Mình lượm được cái đinh nữa mày. Nãy nhảy nhảy sơ hở có khi mình đập đinh nữa, sóc đinh chết luôn á. Thì giờ thì toàn đồ sắt không người, mình toàn đồ sắt không thì mình tất nhiên là mình đi farm nhờ được nhanh hơn rồi cũng lên đỡ hơn là đỡ chạy về ăn các bạn, farm nhanh á mình chạy về mình ăn kịp chứ mình đói. Đỡ sợ chết không. Nhưng mà cái ba lô bị trong người của mình nó cũng không có nhiều á. Thì farm cỡ này thì farm nó tới full thì phải chạy về. Nó hàng mấy này thấy đồ sắt không, chất lượng chặt mấy cái là sắt chặt nhanh hơn. đúng rồi, chặt ba bốn cái là mà nãy giờ mình thành đại gia luôn, trong người mình rất nhiều đồ. Tất nhiên là ba đảo này thì theo mình nghĩ là một con khứa cá mập nó sẽ không có phát hiện ra được, tại vì có một con thôi. Thì mình nghĩ là sẽ không tính xui tới nỗi là nó sẽ nó bơi vào đây nó quất mình vào đây đâu. Thì ở đây nó rất nhiều tài nguyên các bạn, như các bạn thấy đó. Đấy. Đồ sắt thì giờ móc gì cũng nhanh. Rồi xong luôn các bạn ơi, người mình đầy rồi. Ở vậy, người đầy cũng là cái gì đó rất là bất tiện. Mốt làm cái ba lô. Chắc phải làm cái gì đó như ba lô chẳng hạn mới có cái để nhặt chứ. Mới dục dưa cái dính dưa nữa. Dính hạt dưa. Hạt dưa mình lụm mình để đâu ta? Đấy. Ok. Đổi giữa hai thứ à. Cá mập đâu á, không biết nữa. Cá mập mà ở đây là không thấy cá mập rồi đó. Ngon ngon ngon. Người thì hơi đầy rồi nhưng mà vẫn cố chấp lấy được. Bỏ cái rìu ra luôn. Đấy. Bỏ cái rìu của bắp ra để mình farm được nhiều hơn các bạn. Đi một chuyến mình ráng farm thiệt nhiều, đi thật xa để trở về, đi mình đi farm thật nhiều để trở về các bạn. Hình như bên nhà mình hết thùng rác, hết mấy cái thùng rác đúng không, hết mấy cái đồ kim nhôm kim loại á. Tính ra cái map này chứ nó diện rộng quá nên cũng đỡ. Cá mập khứa cá mập nó bao có một khu vực bên kia qua đây lụm đã luôn á, tài nguyên nhiều vô kể, củi cũng nhiều nữa. Đấy, nhờ móc sắt nữa hết bài. Là heo kêu bấm là lít rồi lắm. Mà ba đảo gần nhau này ngon quá là tài nguyên, đỡ tốn công đi qua lại gió xa. Mấy bạn thấy cá không, cá điêu hồng hay gì nè, ngoài biển có cá điêu hồng hay gì nó hường 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 đó. Cá điêu hường. Đấy. Nãy giờ chưa lượm được miếng sắt nữa các bạn. Còn đá với lại két rồi không à bạn. Thì mình đang cần đồ sắt á, để cái gì mấy cái đồ này hư mình có làm đồ mới. Sắt này hiếm quá. Sắt này kiếm hơi cực nha. Có kiếm quá.
Khó kiếm, khó kiếm. Kiếm được ít sắt nữa thì ngon. Ê, mình hình như gặp con cá có độc rồi nè. Cá nóc rồi nè. Kì, có gặp được cá có độc chưa? Có nè, đây nè. Để chúng tôi không? Ví dụ không biết là ví dụ nó kêu tôi rồi cái nó có Chết luôn hả? à nó kêu xong rồi là nó chết luôn hả? Phải. Vậy thế phải né ra nó ra để lát nữa mình qua mình bắt lấy thêm cái nón nữa, được ba cái nón. Đấy, hợp lý hợp lý. Cẩn thận các bạn, cẩn thận nó phát hiện mình. Đó, nó bên đó rồi. Mình đang như các bạn hôm bữa qua thấy thì mình đang đổi cái nón này, cái nắp này. Nhìn vô mặt mình đủ đù thôi. Hài hước quá trưởng. Nhưng mà nhìn cũng vui, vui, nhìn vui vui. Cũng ok la. Farm lượm đồ quá nên hay bị hết oxy bạn ơi. Hết oxy tắc thở trừ máu. Nhưng không sao, không có cá mập là được. Mình rất nhiều máu. Đấy, mình lại hết thức ăn nha, mình có trữ thức ăn trong người là con cá ăn 3 lần không hết. À không, mình ăn 3 lần là hết mới đúng. Đấy, tiếp tục pha mấy bạn ơi. Lượm được một vỏ sò. Đấy. Hiện tại là không biết là vỏ sò làm cái gì ta. Quẹn vỏ sò làm cái gì ta. Thấy lâu lâu lượm vỏ sò mà lâu lâu giờ thấy mất tiêu. Luôn Ừ lượm chứ. Thấy vỏ sò thấy đặc biệt rồi, tại lâu lâu mới có một cái. Khứa cá mập đần quá. Nãy giờ chưa phát hiện ra. Nên con cũng đỡ. Đấy. Ý, mình thấy trên vách đá có thứ ngon rồi các bạn ơi. Chắc mình dục con cái giáo luôn rồi. Cái giáo của bắp dục luôn. Mình farm rất nhiều. Các bạn thấy mấy trên là túi đồ mình trên chiếu bóng xuống hình màu đen hài hài quá trưởng. Nó chân thật quá. Đồ họa thì không nét lắm nhưng mà vậy cũng ok mấy bạn. Game này game người Việt mà làm mà vậy là cũng đỉnh của job rồi đó. Cái nội dung sáng tạo có nội dung hay lôi cuốn. Đấy. Mà cái nội dung này nó ít sắc quá bạn ơi. Phải nhiều sắc hơn mình đánh giá 5 sao luôn á. Ít sắc quá khó kiếm quá. Sắc là cái gì đó rất xa xỉ. Thì thường vô mấy cái hang này kia hay lên mấy cái nhà trên núi đỉnh núi may ra có một hai miếng rồi. Chủ yếu toàn đá. Đá là phần nhiều luôn á. Đá là nhiều du lịch ngay chỗ dùng sát bờ nha, không không lấy được nha, ngay 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 chỗ dùng sát cái tàu mình đậu á, có nhiều tài nguyên đó mà mình không có chìm hẳn thành ra không có móc được mà nó xài sẻn lại không được. Đấy. Mình đã đầy đầy đá rồi các bạn, nhiều đá là mình bỏ qua đó, mình sẽ lượm cái thùng rác này thôi. Đây quá nhiều đá. Stan thì mới có 4 thôi, 4 Stan thôi. Thì cứ đi kiếm Stan với hùng rác. Đấy. Quá trời quá đất. Giờ phải lựa các bạn. Phải nhiều quá. Ý, mình về tới tàu mình rồi nè. Vậy là mình chuẩn bị gặp anh Mập rồi đó. Mập chắc sẽ phát hiện ra mình sớm thôi. Ý, lượm được hai vỏ sò, ngon. Có mấy món đồ mình làm rớt ra cái nó không có nổi các bạn, nó chìm luôn các bạn thấy không? Mình bên đó đó, đó. Không. Nó chìm luôn, không có lên được mặt nước, khó hiểu. Úi, anh mập, mình thấy anh mập rồi. Anh bé bi mập. Chắc là anh không thấy mình đâu.
Ui, thấy rồi, thấy rồi mấy bạn ơi, anh đang truy sát mình mấy bạn. Quay nhanh nhanh vô đây. Ây da. À, đúng là anh mập tàn nhẫn, nổ nào cũng cắn mình. Không, mình đúng gần có tàu này nè. Lên tàu luôn, bỏ đồ uống miếng nước, mình chuẩn bị bị ngất ngay gì, đắm say gì, khát nước rồi. Đấy. Lụm, giờ mình uống nước thôi. Mời bạn uống nước nha. Đấy. Mình uống ly lệ. Xong múc lại cho anh em chứ. Múc lên đi. Đấy, đỡ để đỡ dưới bạn, mình không có di chuyển á. Mình đâu cần thiết để đâu. Ý. Chết 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 chết, mình rút lên cái này quên neo rồi. Chết 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 chết, quay neo xuống. Ủa đâu kìa? Hên quá, hồi nãy qua tôi giật cánh bờm lên thành ra cái nó chạy luôn mới ghê chứ. Không chạy có miếng à, không sao không sao. Thả neo rồi. Ừ thả rồi thả rồi. Sơ hở là nó chạy à, sợ vậy. Ok bạn. Không biết cái đó đầy gì nữa, ấy da. Ừ, mưa luôn nè, không biết mưa nó không rớt vô này mày. Anh có cái tấm năng lượng mặt trời phải mưa rớt vô luôn thì tiện quá. Ê ông quay lại chuẩn bị đi bắt bắt kia không? Bắt con kia không? Con cá nóc á. Con cá siêu siêu bờ nóc. Đó. Hết 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 gì chứ? Hết hết cái nhựa rồi. Nhựa hả? Đây đây. Nhựa hả? Nhựa là dạ. Yeah. Đâu ta? Đây để tôi bỏ này rồi, tôi có đá nè. Đá thì nhiều, sò hai cái nè, đá này rong biển nè. Đá 40 luôn á. Cái copter hay là nhựa hả? Hay là cái rip? Đây đây đây, để bỏ vô. Ba cái rương à. Nè, để tôi bỏ mấy cái stand vô nè. Trái cây các bạn, dừa thì mình đầy rồi, dưa hả, nấm nè, nấm nè. Này lấy ra thì dưa hấu không có thời gian hư các bạn, là mình thế là mình dứt luôn. Trái ăn được 2 lần và cho rất nhiều nước. Ok, à mình dứt thử miếng thịt đùi heo. Ấy, miếng thịt đùi heo sao à, cho nhiều thịt rồi, em tưởng cho ít thịt chứ. Ít nhất cũng nhiều. Hết củi luôn rồi. Chỗ nấu nướng nó hết củi, mình sẽ bổ sung củi giúp cho anh em có nấu. Đó. Đó, đút củi, đút củi. Đút củi vào, đút củi vào. Hiện tại mình chỉ cần xài tụi mình chỉ cần xài củi vào việc nấu nướng thôi các bạn, giờ cũng đỡ rồi. Với lại nấu mấy cái này các bạn, nấu tài nguyên nè. Này là đang nung này đang nung sắt các bạn. Ok rồi, tiếp tục di chuyển các bạn, di chuyển lên trên mấy trên này này, có con cá nóc bên này nè. Ờ có cá mập luôn, không mà cá mập ở xa chỗ cá nóc. Cứ đi cặp cái bờ này nè, cặp cái tường á. Cặp bên phải cái tường. Cái có cái đảo con bên này nè. Có cái đảo nhỏ xíu bên này nè. Cái chui ra giữa đảo nhảy nhảy xuống mặt bên kia là con cá đó bển á.
Có một con à. Đâu? Đây đây, để tôi chạy lên cái đỉnh đảo nè. Không, đây đây đây, đúng rồi, nó dưới này nè. Đây 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 đây. Ban ngày không thấy ta, ban ngày không thấy mấy cái này lùm lùm. Nó à, nó ở bên trái, ở bên trái nè, quay lại nó ngay giữa hai khe này nè, giữa hai khe đá này nè, nó đây á. Hồi nãy nó nằm đây nè. Ừ nó nè, tôi thấy rồi nè, mà hết oxy rồi. Nó bắn mới được, cái lợi gần tôi sợ nó phun độc quá. Để tôi canh cái mập cho. Dứt nó đi. Hay quá. Đây là tuyệt kỹ hit and run nha các bạn. Ui ui nó nổ kìa, nó nổ kìa. Ui. Ở lửa gần quá nó tự hủy các bạn ơi. Ổn quá, không mình đã đồng đội mình đã có thêm một cái mũ cá nóc rồi. Xin chia buồn với bạn Johnny Răng. Là bạn chưa có mũ cá nóc giống tụi mình rồi. Đó, bạn thấy bữa tối mấy con cá này phát sáng rồi, đẹp phải trưởng, mình cũng hết oxy luôn, mình lát nữa mình chết đẹp còn hơn mấy con cá nữa. Giờ mình nhảy lên trên đỉnh đảo rồi, farm tiếp tục các bạn. Chạy ở đây nãy giờ cũng đủ rồi. Lượm đây cũng hết rồi, đến đây giờ chỉ còn đá thôi. Đá thì bên mình nhiều. Ý, có đồ để móc. Ban ngày mình đã bỏ sót rất nhiều stun. Đấy, giờ mình đã thấy rồi. Ban đêm cũng dễ thấy các bạn, sáng này dễ thấy hơn á. Ban ngày tính ra nhìn nó đồng màu với lại cái môi trường á, khó nhìn quá. Đá hả? Này khu này đá, thôi đá cũng lấy đỡ đi. Thì hiện tại mình ở lại đến đây thì cũng không có tốn nhiều củi các bạn, thì cũng đỡ bình thường. Mỗi lần thì lần trước thì tụi mình không có nước, mà lượng mặt trời của mình đốt nước và đốt đồ ăn này thì tốn củi ít hai, bây giờ mình chỉ cần đốt đồ ăn thôi thì cũng không tốn nhiều. Với trái cây cũng tụi mình cũng có nhiều, hỏi cần thiết các bạn vô game thì chịu khó farm trái cây nhiều tí, giống tụi mình vậy đó, farm trái cây nhiều tí để dành có ăn, khỏi nấu đồ ăn, cũng khỏi để làm nước đó. Tiện đô ba việc đấy thì đảo. Ui cái cần sắp hư các bạn ơi. Ý được thành tựu gì nè, gơi ta đá không à. Cây này gần hư rồi, mình phải lựa mà được chọn lựa. Bên này đá không, quá trời đá luôn, là đá rồi. Mình kiếm lạ để mình lấy stun đồ này kia, để đá thì dư quá rồi. Ý mình vô tình thấy được hai trái dưa hấu mang tim đấy, sẵn lụm luôn các bạn ơi, lụm tài nguyên đấy. Hình như bên mình thùng rác cũng nhiều nữa bạn. Ok. Hôm qua như cái đảo chỗ này mình nhảy lên rồi. Đúng rồi, này mình nhảy lên rồi các bạn ơi. Mình lấy sạch bông rồi. Ở bên kia con heo mình chưa chặt thôi. Đó, mình chưa chặt cây bên kia thôi. Bên đây mình cũng làm rồi. Đấy. Mình lên mấy trên thử các bạn, hình như mình cũng lên rồi á. Mình lên kiểm tra lại, mình bỏ sót nhiều thôi. Mình lên kiểm tra lại thôi chứ không phải mình quên là mình lên hay chưa nha. Đấy, mình lên kiểm tra lại thôi. Đấy, tất nhiên là chắc không có quên gì rồi. Chỉ còn bông hoa này kia thôi, bông hoa thì mình không có xài, không có lấy.
Góc nhìn này mình thấy nhân vật đi chậm quá ta. Này nghĩ toàn cảnh là thấy là ý có cá mập kìa, cá mập trên dưới nước nha. Mình còn bỏ sót trái thơm mấy bạn, chỉ bỏ sót một trái thơm thôi. Trên này là cái gì mình cũng lấy hết rồi. Đấy. Em mình lấy sạch rồi. Ăn nè, nãy như mình đi vô luôn rồi, đúng rồi. Không có gì để lấy nữa hết. Ok đó, chuẩn bị nhỏ neo được các bạn ơi. Nè, thấy buổi tối không? Bao đẹp. Trời đêm đẹp, quái chữ. Có mặt trăng nè. Các bạn nhìn mặt trăng là biết của Việt Nam luôn á. Tại vì nó không có cây đa, nó không có hình con thỏ ngọc mà hình giống như cây đa chút ngược ha. À rồi ok, mình thấy là farm sạch rồi đó. Rồi tiếp tục di chuyển anh em ơi. Ok rồi, ok rồi, hết rồi đã, này không còn gì nữa. Ừ, hết rồi, hết rồi. Mấy tài nguyên đá này lụm méo được nên chê mình đi luôn đi. Lặn lặn không được nữa. Không cách nào lấy được luôn á. Không, nó cứ cạn cạn sao á. Cái này phải tới mùa nước nổi hay sao ta. Không lấy được mấy cái tài nguyên mà nằm ở lỡ trên cái vật đó là không tài nào lấy được. Rồi, xôn đi răng gì làm cái dấu sắt. Thôi, chuẩn bị di chuyển rồi ngay. Mình, tụi mình cũng ok đó, lấy lụm sạch rồi, đảo không có gì nữa hết. Hùng rét. À. Ok, ok. Ồ, được hai cái đầu heo nè. Lát nó giết thêm cái đầu heo nữa là được ba cái đầu heo. Cũng ra gì đấy. Thùng nhựa ha. Đỡ không nhìn nè, không nhìn này coi cho đẹp thôi. Khó mà ngang quá, hình như con cá mập đang nhai đồ mình anh em. Con cá mập chết tiệt. Đúng rồi, mình bỏ stun vô nữa. Đây. Rong biển nè. À, bỏ ở đây, sắp lên đây. Quá ok mấy bạn. Tạm như đi mấy đồ hiếm bỏ bên này đó. À, nhớ rồi, mình cần mình cần thiết là bây giờ mình bỏ đá vào nữa, rồi bỏ đá cất. À, mình chưa găng bờm các bạn, chưa găng bờm nên tụi mình đi chậm rì chậm mò luôn. Đấy, găng bờm lên. Chuẩn bị hướng đến đồ kìa, đồ đang trôi lại đây, vậy mình đi hướng hướng mấy cái đồ rất vô đi các bạn. Cái này có tập video nè. Ý, móc móc. Móc móc thùng, móc thùng, rớt thùng rồi. Thùng hút rồi, không phải làm sao mà chạy hót được. Đó. Hay quá, hay quá. Lắm. Cái móc sắt gần hư rồi anh em ơi. Tiêu trong phần trưởng à. Ù. Ù. Ờ làm cái mã lợi cái mới luôn, không cho sửa đồ. Bắt đầu rỉ. Ồ, mấy cái này nãy mấy củ khoai nãy thu hoạch rồi phải không? Hàng gì giờ thu hoạch hết được. Đó, bây giờ mình canh cái hồ mình quất thôi bạn. Đó,
móc sắt còn mấy lần nữa là hư rồi. Móc sắt hay quăng chuẩn hơn. Đâu? Hôm qua con chim nó quýnh hư luôn con người nọ mà. Hôm qua còn có mình à, con chim thấy lại bu vô quýnh hư người nọ luôn. Để nó lâu rồi nó cạp hư lâu hơn, ý hư luôn rồi. Nó hư cái móc mọi người ơi. Cái móc sắt nó lụm đồ chuyên nghiệp vậy mà hư rồi. Thôi, thời đó móc củ bắp móc từ từ chứ cũng móc được mấy cái thùng. Ok liền. Bạn Johnny răng là tính cướp thùng của mình. Bạn mua đồ quá. Ít. Johnny răng nó móc được cái thùng các bạn, có đỉnh. Mình cam bái hạ phong. Gỗ. Mình mới thấy là mình gần khát nước, gần xỉu rồi nè. Dứt vừa liền, ăn vừa gấp. Ăn vừa full luôn. Đúng rồi, kiếm thịt quất các bạn. Ui, cá này chưa nướng nữa. Đấy, lụm. À, đúng rồi, củi. Ủng hộ củi lửa. Ủng hộ củi vô. Thiếu củi để nướng đồ ăn rồi, bỏ vô. Đó. Nướng đồ ăn thôi các bạn. Đó, bạn đi dành quất. Lụm. À, thêm. Này chắc cá bự quá ta. Đúng rồi, mình cá bự. Đấy, mình bỏ này nướng luôn. Đó. À, đi móc mấy hùng thôi các bạn ơi. Thật chuyên nghiệp. Đi móc mấy cái hùng. Hùng này nhiêu đồ nè. Đó, lụm. Quá đơn giản. Mấy đồ đang tự trôi vô rồi. Hồi giờ thời tiết này hợp lý quá ta. Đồ đang tự trôi vào. Quá ok. Ý, cá mập cũng bị cắn đồ. Ý da, nó cắn rồi. Nhanh vậy. Được, phải xây dựng lại. Thiếu thùng rồi. Mình đã thiếu hùng. Lấy thêm hùng, sửa đồ. Đề phòng nó mới được. Còn nguy hiểm quá. Mình nghĩ là đi hẳn hoài là sẽ đến đảo luôn mày. Khỏi cần chết trên kia. À, thùng quá trời hướng luôn nè. Nhưng mà mình sẽ lụm mấy cái đồ ở đây trước. Cái đồ ở đây cũng rất nhiều. Phải lụm thôi để nhiều quá sợ không có dướng nữa. Đấy. Quăng vô. Quăng vô thôi. Ý. Vậy mà không dính ta. Tính chuẩn như vậy mà không dính. Cuối cùng phải dính thôi. Làm sao mà không dính được. Ui, hai hùng luôn kìa. Phát hai hùng luôn em. Làm phát hai hùng luôn. Tính đủ bạn Huy làm phát hai hùng
bạn John đi răng là phát hùng rồi, bạn ấy bỏ chạy rồi. Dính không, dính không? Ồ, hay. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Đó, mình cũng quan sát hơn, mình lấy lại liền. Đó. Rồi, ok bạn, được mớ đồ rồi. Quăng vô, quăng vô. Quăng vô để dành thôi. Nãy tôi ăn hết vô háo rồi đó, còn hai đái hả? Giờ là ăn hiếu rồi, ăn sót rồi. Ui. Ồ, trồng mẻ mới rồi, tụi mình đang trồng mẻ mới rồi mấy bạn ơi. Mẻ cây mới. Tự dính vô luôn, khỏi móc, đỡ tốn công hư cái móc. Quá tiện lợi. Là cái đảo nhỏ rồi, mình đã chạy qua rồi, đảo nhỏ thì chê nha. Nhỏ thì không cần thiết, đảo bự ghé mới ngon. Thì trên biển thì mới có cần có mấy có đồ đi sửa tạo các bạn, mấy cái bình á, mới cần mấy cái bình để có mình sửa mà làm sàn nó bự hơn. Không có mấy cái đó thì mình tụi mình không có làm được, không có nới rộng cái diện tích ra được. Đấy đó, mấy bình giống vậy bạn, mấy cái lách tích. Cái đó là nhựa đúng không, cái lách tích là nhựa đúng không? Ok. Đấy. Mày thấy mình ngại không? Kinh nghiệm mà lụm rác qua giờ quá ngại. Ừ, tính ra mấy cái này nó sẽ rớt vào bên mình, mình không cần thiết móc đâu. Mình phải móc những cái không có dính vô. Ừ, chết luôn rồi. Thôi nhìn nhiều chuyện qua bên bạn Johnny răng coi bạn có móc được cái thùng không? Nhiều chuyện anh ta rớt luôn. Nói chắc lụm tay được. Dính vô, dính vô. Ê, sao đi luôn rồi bạn. Ê, lụm tay được, lụm tay được. Đó. Tụi mình đang cần nhiều nhựa nha mấy bạn. Nhựa để xây dựng, sửa chữa tàu rồi. Dính không? Không dính à. Này giấc bá rồi luôn, khỏi cần thiết còn móc mấy cái này. Nó cái này cũng nhựa các bạn. Ui, rớt rồi, sức cụ lãng rồi. Sao hót hả mày? Sao mà hót được? Cái mập cắn tao hả? Nó không nghe luôn á. Kiểu sao quá. Giờ tao vẫn dài á, cái khó nghe. Ơi chim, cút mày. Học rồi, này khó phàm quá. Đó, vậy là nhanh du lịch luôn. Cái một lụm liền. Đó, để vậy là ăn nè. Trời ơi, tưởng không ăn luôn các bạn. Yeah. Chạy vô, giúp. Đấy. Làm sao mình có thể bỏ những cái hùng ngon ghẻ vậy được. Chờ đến gần mình quăng ra. Đấy. Giờ mình sẽ kéo thử hai hùng mấy bạn. Đi ngang dây của mình trị luôn. Đó, được hai hùng lượt, quá đỉnh. Đó. Dính liền. Trời đang về đêm mấy bạn ơi, trời đang về đêm rồi. Trời đang về đêm. Cố gắng thôi, mặc dù không ít thấy đường nhưng chúng ta vẫn còn có thể thấy mấy cái đồ nó tỏa sáng rồi. Ban đêm nó tỏa sáng cũng ok la. Úi, học rồi.
Chạy heo, chạy heo, chạy heo, chạy heo. Lụm. Làm sao để hót được? Có cái thùng các bạn ơi, có cái thùng, có cái thùng. Làm sao để cái thùng hót được? Quá trời thùng luôn à. Thùng giờ đang trôi lại quá trời các bạn ơi. Tích cực móc thùng. Ôi, được khá khá rồi đó, mình đem đi cất thôi. Đó. Quá trời luôn ạ. Gỗ nhiều hết sảy ngoài bẫy luôn. Thùng. À, đúng rồi, này bên này để thùng nữa mà, hết chỗ để thùng rồi. Đây. Chế là cái chỗ mới để thùng mới được. Mưa rồi mấy bạn ơi, mưa rồi, mưa rồi. Gỗ hết chỗ chứa rồi, qua đỡ đây. Này à, đá. Đây, đá đây. Để đây các bạn. Dây nữa, đúng rồi. Dây cũng hết chỗ luôn. Thôi, quất. Mình đói quá mình phải ăn trước thôi. Đó, à, thấy mình này nhai ngon không? Quá ngon luôn. Có cái hùng nữa kìa, cái hùng đang chuẩn bị trôi lại kìa. Mình làm sao phải bỏ lỡ được đúng không? Làm sao bỏ lỡ cái hùng đó được. Ê, ê, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Đó. Mình chấp nhận hy sinh xíu thôi nhưng mà mình lấy được cái thùng. Quá đơn giản. Thì mấy cái này cứ dính vô thì tiện quá ha. Đó, bè mình còn nhỏ đó, nếu bự tí nữa thì ngon. Wow. Có tàu đắm mà thuộc dạng lớn kìa. Ui, có tàu đắm mà nhìn lớn, nhìn ghê vậy, ma mỹ vậy. Nè bên trái á. Nè bên trái á, theo bên trái không? Không, có nguyên tàu rồi, giống như tàu ma bự bự thiệt á. Đây đây, để tôi quay bờ. Mình phải đến đó mà được. Nhìn chiến á. Ừ, nó mình mới bị ăn hết trái dưa hấu, quên nữa. Tôi giết được con chim rồi, nhưng mà chúng ta bị mất trái dưa hấu rồi. Đó, 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 nghe tiếng chim nữa nè, mà không thấy nó đâu hết vậy. Có tiếng chim, Ê, có cá mập. Thiệt là ghê gớm. Ồ, cái này là cái giống như cái kiểu nhà. Này giống giống nhà ma vậy, nhà ma trên biển vậy. Nhìn ghê nhờ. Mình chuẩn bị đổ bộ đó mới được. Chắc là không được rồi. Mấy cái thùng lấy lém được các bạn. Đấy. Thôi mình lại tiếp tục cất đồ thôi. Vô tình thấy được. Nhìn ghê quá ta. Ồ, được cái đùi chim nè, lông chim nè. Đá nè. Quên, khát nước. Ơi, sao ai nóng uống nước rồi xong không uống, không đổ vô mấy men. Trời ơi, ai uống nước không đổ vô, tôi khát nước tôi chết rồi. Phải đạn luôn. Chết rồi, tôi gần máu rồi, tôi cạn máu, tôi chợt nhớ tôi còn trái cây. Ừ, tôi còn trái cây. Ơi, ai uống nước không dâm vô, chết luôn rồi. Dạ, yeah, phải ép thiệt. Sống này. Không, hồi nãy là không uống nước nào trong đó luôn, tôi mới đổ vô á. Không có nước luôn, hết trơn luôn. Lỏ luôn. Nãy sạch bông kinh kít đó, tôi mới chế vô, không có gì trong đó hết. Không có bất kỳ hiện tượng quang hợp ánh trăng nào anh em à. Ý,
Mình thấy cái hùng các bạn, thấy hùng không? Cái hùng gần nhà kia. Trời ơi, làm sao bỏ cái hùng này được. Thôi, mày làm cái tắp dễ lắm mà, tắp học liền. Sao mà tắp được, ô da. Chuẩn bị đổ bộ lên đảo thôi. Thôi, chuẩn bị rồi đổ bộ lên cái ngôi nhà ma trên mặt biển. Đó, chuẩn bị. Rồi thấy không? Nè, đó, nhìn ghê không? Mình tới gần tới cái mình thả neo của mình áp vào tấn công thôi. Đó, sắp đến là sắp tên đến mấy bạn ơi. Này xây trên gần cái mỏm đá hả? Này chắc có sắt à. Nghĩ sẽ có kim loại đó. Đó, vô miếng nữa. Vô nữa là hết đồ, thích hợp cho việc đổ bộ rồi. Trên này không biết có quái vật gì không ta. Ôi có cây gì tự quay kìa. Giống như có xe gió vậy. Đó, lết lại. Đó, lết lại rồi. Ok. Neo. Neo thành công. Lên thôi. Ồ, khu này ghê quá. Được hai bình nước. Hai bình nước suối. Được cái tờ giấy ghi chú nè. Gì đây. Ồ, có được cái cano lật ngửa. Ồ, cái thuyền nè, thuyền cứu sinh. Này thì không có tài nguyên rồi. Phòng B3. B3 bê được cái ghế không? Không bê được cái ghế bạn. Mình tính xu cái ghế. Đấy, đồ này khỏi móc gì hết, nó vô lụm rồi. Quá tiện. Còn gì nữa không? Ồ. Không có gì hết. Phòng này đầu tiên mình vô, đúng không? Phòng này không có ai. À, phòng nó bên kia đi rồi. Còn trên nóc nữa các bạn, đúng rồi, trên nóc nữa, mình bỏ phí trên nóc là không được. Đó, phòng C2. Ồ, C2 được. Nhiều nha, C2 được sắt luôn nè. Bên kia có cái quạt tự quay nữa. Nhảy được không ta? Dạ. Hết nhảy được các bạn. Qua bên này đi lên thôi. Đấy, qua bên này nhảy lên. Đấy, dạ. Dạ. À, nhảy lên đây, nhảy lên cái thùng cao này, lên tới được. Thấy cái ca nước vậy, học ca nước để đánh răng hay gì vậy? Ồ, có bồn điện thoại nè, anh em có tính gọi ai không? Có bồn điện thoại. Có máy phát điện nè. Như ta. Chỉ có máy hông gió, tủ lạnh nữa, cái kiểu. Cái gì tôi mới lấy được gì nè? Lượm được cái gì nè? Cái đồ đeo đầu rồi soi biển hay gì nè? Wow. Ồ, dấu hả? Ồ, nãy tôi thả neo rồi mà. Thả neo mà mới dám lên chứ, để lên xong bơi lại chết queo giữa đường nữa, lỗ ác luôn. Tốn công mình farm phiết rồi. Ồ, còn điện nè, trên này có điện luôn mới ghê chứ, trên này có còn cái bảng exit luôn. Ồ, có dây nè các bạn, có dây này, nghĩ dây này sẽ leo lên được. Đúng rồi, ủa da. Dây để cho vui à. Ồ, dây này để cho vui hay sao ta? Phải có đường lên, mình nhìn ra, đố bạn biết đường lên hướng nào luôn á. Mình không nhìn ra được cái đường lên, được có camera luôn. Trên này camera hoạt động hả? Rơi chữ ta. Bên kia có cái đường xíu xéo, chưa nghĩ lên được á. Đấy, bên này chắc có đường lên được nè. Ui, hay quá, lên được trên rồi mọi người ơi. Mình đã lên được bên trên rồi. Mình là hơn là thông minh. Nó bắt chớn nhảy qua này, cái nhảy lên luôn nè. Rồi, xong rồi mọi người ơi. Mình không lên được nữa đây. Qua lại. Không lên được mấy trên nữa ta, mấy trên bên trái cái chỗ cao nhất đó, không lên được nha.
Coi còn đường lên nè nữa không? Sao không lên được ta? Cây thứ nhỉ? Ở trong mặt này mình đang chạy tốc độ cao để di chuyển lên mấy trên. Không bên đó thôi, bên này nè, qua bên này nè, qua không được á, bên này nè. Đó thấy chưa, ông giống tôi á, không lên được. Hồi nãy tôi nhảy bắt trớn nhảy qua mà sao đập mặt vô đó mấy cây chứ. Nãy cũng mới đi đường đó lên á mà nhảy không qua, cây thế nhỉ. Ừ, qua rồi, qua rồi, tôi qua rồi, hay quá. Nhấn nhấn ship á. Gần gần tới nhấn ship cái bật lên là qua nha. Ủa, quá đã, quá đã. Cảm giác nhảy qua được thích vãi. Qua đây là một cái nốt te nè, không biết cái gì. Nhật ký hành trình, đây có mấy cái nóc nhà mà không thấy đồ ăn thức uống hết. Ở trên còn đường lên nữa kìa. Đường lên hả? Nhảy dày đúng không? Nghĩ là nhảy như vậy nó sẽ lên đó bạn. Rồi, chưa lên luôn. Nghĩ ra nhảy cái thùng này đúng không? Nhảy lên thùng này, tôi nhảy lên đây. Đấy. Mình lại lên một tầm cao mới. Ủa, trên kia mình nghĩ sẽ có đồ mà. Di chuyển, di chuyển. Đó, lên liền. Lên liền, lên liền. Đó, chơi này đố mẹ leo lên được hôm nay á. Ui, trên này còn người nè. Oh, sorry, sorry. Bạn có đố không? Oh. Anyway, nice. Bạn ơi, bạn long story mà mình khát nước quá nè. Không ổn rồi. Mình khát nước quá bạn ơi. Để đây nè. Có bà này trên này nè. Nhưng mà bà nói chuyện nhiều quá, khát nước gần đi rồi. Trên này chắc hết đồ rồi. Dạ. Ông trên đó chưa gần hết nước gần đi rồi nên nhảy xuống rồi lên đó nói chuyện bà đó à, chưa lên được hình trên nóc còn đường lên á. Để đi uống nước cái. Hết nước rồi. Uống gấp, uống gấp. Ngồi luôn, ngồi luôn. Ê ê ê. Bậy bậy nha, bậy nha. Ê bậy nha, bậy nha. Bậy nha. Mày tính uống nhưng mày tính làm gì vậy? Lên ông lên gặp được cái bà đó chưa? Chưa. Có bà gì trong đó nãy giờ hết hồn chứ. Lên đó lượm được quá trời đồ luôn nè. Gỗ nghiết rồi tùm lum. Lượm gỗ qua, lượm gỗ qua nha. Lượm gỗ để cái này thôi. Ok ok. Lượm vào đồ sắt nữa. Lượm được hai cục sắt. Ồ, tính ra hùng mũ giờ lượm được nhiều lắm nè. Đó, lượm đồ sắt, đồ đá, đồ sắt đá. Sắt đá, đồ thủy tinh, đồ. Thủy tinh là làm ra được cái máy lọc nước đúng không? Sự tan đồ, đó. À, bỏ gì nữa đây? Lưu hai gì nè, này để nó treo lên thử coi nó là cái gì. À, dây hả, dây
chưa cho bỏ dây, dây bỏ đây đi. À, đây. Tôi còn đang với tôi về tàu đang uống nước, đang bỏ đồ lại, nhiều đồ quá. Đồ đó là tôi lượm sạch bông kim kít rồi đó. Nhưng mà trên nó mấy mấy tuốt lên đỉnh, trên đỉnh cao nhất của bà đó. Ôi trời, nó ăn hết trơn hạt dưa hấu luôn rồi. Giờ biết cách lên rồi cũng dễ. Bây giờ bắt đầu trồng được mấy bạn ơi, trồng tích cực. Có mưa này kia luôn, quá ok. Đó, ông mới lượm hiếm gì đó. Ông lên tới trên rồi phải không? Ngon ngon ngon. Không, bà đó ngồi nói chuyện nằm thấy nằm lười lắm kìa. Tôi có bản vẽ vậy nè, nhìn đọc không hiểu hết. Nó kêu làm cái đèn hả ta, ghi like làm cái đèn đội đầu á, giữ cái bảng gì nè, cái bảng gì để làm cái đèn đội đầu á, nhìn à nhấn e để open, không phải nhấn tê hả? Ồ ghê vậy. Ý ý ý cái mập đang farm tàu mày, mày hay farm lắm, mày hay farm lắm. John John đi đạn yếu quá, John đi đạn bán kim cương thôi à. Chứ vụ này hơi yếu nha. Đó, à bỏ sò vô. Quá đẹp. Có thịt liền, có thịt liền. Trồng một củ đổi được hai củ. Thì ra tỷ lệ như vậy. Thì là mình trồng một củ đổi được hai củ. À trồng tiếp, trồng tiếp. Lên đó nói chuyện bà đó là xong rồi đúng không? Giờ tôi nói rồi, chắc tôi xong rồi. Còn ổ, còn trên đầu của bà đó có chỗ nữa đó, có thấy không? Trên đầu bà đó còn chỗ đi lên nữa mà lên không được. Giờ biết cách lên rồi, lên nhanh ổn mà. Giờ đẳng cấp. Đó, giờ chuyên nghiệp các bạn ơi. Giờ quá chuyên nghiệp rồi. Đó, lụm. Lụm lụm lụm. Đó, lên luôn, lên luôn. Lên luôn các bạn ơi. Đó, mình lên rồi, mình lại lên. Dạ, dạ. À, lên gặp bà này nói chuyện mày. Khúc này như hết lên được nữa rồi. Khúc trên nó là radar, dây điện này kia hết hết lên được rồi. Ok, hết rồi, hết rồi. Nhảy xuống biển lụm đồ miếng mà nó cắn quá. Cứ cái mặt này chuyện tao á. Đâu rồi? Ui ghê quá. Ồ hình như chìm dưới biển còn có chỗ để lấy đồ nữa nè. Ồ dưới lòng biển còn có chỗ lấy đồ nữa nha anh em. Không biết cái mặt có biết đường chui vô không nữa.
quá nhiều đồ. Vừa khám phá ra dưới lòng biển còn có đồ. Có khi hết oxy bơ lên không kịp nữa. À, này bơi lên là nằm trong nhà luôn, cũng được. Ok. Đủ oxy mình lại đi lượm tiếp. Ô, được cái két sắt nữa nè. Lượm được két sắt, trong cái két sắt không có tiền mà có cái tờ giấy. Trời ơi, thằng nào lấy giấy chùi đít nó không chùi à. Để lại dưới lòng đất, lòng biển vậy. À, tốn công lượm quá. The other facilities are underwater, so if Selene is lost, we've got nothing. And now, hay còn gì nữa không? Ồ, nãy mới vô rồi. Hết rồi. Trắng tinh luôn. Mình đã lấy hết rồi bạn ơi. Ok. Lấy hết là được, cứ bỏ sót thì uổng lắm. Ồ, dưới lòng này quá trời đồ bạn ơi. Đồ ngon. Không được, mình phải bỏ móc sắt ra mới được. Móc sắt ra mới nhanh. Ok, phạm lâu quá, cá mập để ý để thịt mình. Đó. Mình lấy hết rồi mẹ. Cố gắng hết oxy, lấy kịp. Đi à. Cá mập không thấy hết, đúng rồi. Cá mập bên rình anh em mình bên kia rồi. Mình ở đây mình tranh thủ mình lấy hết. Đá thì dư rồi. Ủy, cá mập thấy nhưng nó tấp hộp rồi, nó gà vậy đấy. Tấp hộp rồi mình lại lùa thêm mấy cái nữa. Thấy đường đâu táp. Thấy ra, thấy rồi, nó thấy mình rồi mày ơi. Nó thấy đường táp rồi. Lên. Ok. Ok, đang sợ quá. Uống miếng nước cho đỡ sợ mới được. Ủa, lại hết nước. Nó quang hợp với ánh trăng được luôn á ta. Tính ra quang hợp với ánh trăng được luôn các bạn. Ánh trăng, ánh mặt trời đều quang hợp được hết. Thiệt là quá đỉnh. Thì mình làm hơi nhanh thôi bạn. Hơi nhanh thì phải lắc. Làm nhanh để anh em có uống bạn. Chứ mình uống sạch rồi. Ok, nhổ neo đi anh em ơi. Ok đó. Tôi lấy dữ lắm à. Lấy cũng sạch hết rồi. Không còn gì nữa đâu. Ồ. Sắt luôn nè. Ủa sắt giờ đang bỏ đâu rồi? Sắt đâu bỏ đâu hết trơn rồi ta. Đem đông hết rồi hả ta? Không thấy. Đấy hả? Cá sắt bỏ rương bìa em nãy đúng không? Nãy bản lời đinh đâu tùm bản lời đinh với tùm lum mà không thấy gì hết trơn. À, đây đá nè. À, thùng rác. Ủa có luôn hả? Đâu, rương treo tường hả? Đâu. Ui da, của người ta té nước rồi. À, thấy rồi, tôi đang đứng kế một viên hàng gì. Ồ, có rương treo tường các bạn ơi, quá đỉnh. Rương treo tường nhìn sắc nét quá. Ok. Được một cục sắt với hai cái bản lề, cũng được. Chiến này hưu khá lắm á. Thủy tinh đồ nữa nè. Này mấy đồ nung xong bỏ lên hả? Thấy được một cái bù lon nữa nè, với hai miếng thủy tinh. Được, ok. Ok đó. Thấy nãy đứng kế quy tưởng đứng kế ông chứ, đứng kế ghiền tưởng đứng kế ông.
làm đứng coi chết, thấy nó quăng cần, tưởng quăng cần chỉ tôi chứ. Ăn thịt cá mực nước, ô có gia vị nữa hay gì à? Thấy cầm chai gia vị kìa. Mình nướng đùi gà đi, nãy giờ mình chưa ăn đùi gà mà. Giờ mình nướng đùi chim chứ, này đùi chim nha, thịt chim. Anh em làm cái chai nhựa đi. Chai nhựa hả? Để lưu 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 nước lại phải không? Cái ngày cái cà này chai nhựa đúng không? Ok, làm cái chai nhựa thôi anh em. Đây à, cái cooking table. Ủa đâu phải à, bót bót đó à, thấy rồi, bót 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 để lấy miếng màu xanh lá bên này. Ủa ai lấy hết rồi? Đây đây đây, lấy xong xong miếng rồi, mình lấy nhiều hơn tí đó. Tích tích. Ê ông có chưa? Ok, tôi tính chế giùm ông luôn. Nhưng mà có rồi thì ok quá. Ủa cái dừa, cái dừa mình trồng đó được gì không? Ok. Vậy là mình chuẩn bị giết thịt rồi, mình có nấu nước cốt dừa này kia được luôn rồi đó. Ê, 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 nó cắn kìa, nó cắn kìa. Mà mày, trời ơi, thằng yêu nghiệt. Té nước rồi, mới bị té nước sơ sơ là anh đây anh lục mình rồi. Cái này lớn rồi, farm thôi, farm thôi. Dừa trồng được đó bạn, nó dừa trồng được, chặt được luôn. Mình đã được hai cây dừa cho bá lửa, mình không cần bóng mát, mình chỉ cần trái dừa thôi. Đó. Sao mình lại lượm trái dừa, mình lại trồng vô, đấy, hợp lý. Ồ, không 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 trồng trái dừa được ta. Ừ nhưng mà trái dừa sao 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 không trồng được nữa ta. À cái hạt này chắc hạt dừa quá. Đúng rồi. Rồi, cái dừa con các bạn ơi, cái hạt đó cái dừa con. Ơi chim. Ơi tôi hư cái đồ móc, chim ăn đồ nè, chim ăn đồ nè. Tức thiệt à. Thôi thôi. Lại gần nó cũng chạy nữa mà không giết được. Ui, có hồn có hồn có hồn có hồn kìa, có hồn kìa, lủng hồn lủng hồn. Thu neo liền, lấy ít hạt giống dừa thôi, trồng được hai cây dừa cho bá lửa. Rút frame fit đây ra trồng vô, xong mình sẽ đi chế giáo sắt các bạn. Mình mất giáo rồi, mất cái giáo sắt rồi, chế lấy một thôi. Vũ khí là cái giáo sắt này, hiếu dây, dây hiếu hai rồi, đủ luôn. Ok, ví dụ đây, giáo đây, móc đây. Ok rồi. Bỏ đồ vô tiếp thôi. Gì nữa ta, nghe tiếng cắn không ta? Nghe tiếng cắn nhưng không thấy con đó. Lấy nước rồi nha. Mình có cái chai này giờ mình lấy tới cái gì luôn á. Ô đầy nước luôn rồi, quá đỉnh. Là lấy nước đầy chai các bạn ơi. Quá ok. Có nước đầy chai là hết nước chấm rồi đó.
Hình quá, hình quá. Đang hả màu vũ lại hả? Sao thấy cắn lì lịa ta? Cái gì cắn lịa luôn á, nhanh thiệt á. Ừ đúng rồi, mồi nè. Hải neo lấy mồi chích nó đúng không? Ok. Rình dứt nó liền. Ây xạo, mày xạo. Chắc nó gần gần tử rồi bạn. Mình chuẩn bị có thịt, thêm thịt cá mập. Thì clip này giết xong cá mập mình gần luôn mẹ. Mình cũng clip này cũng dài rồi các bạn. Ơi, Quy không làm giáo sắt em. Anh Niên này chơi giáo gỗ. Này nè, anh cho giáo sắt này. Quy, Quy. Con giáo sắt nè. Đó, 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 lụm, lụm. Giáo sắt kìa. Ừ, đó. Đúng rồi, chơi đi em. Để anh vô anh làm cái khác. Đó, lụm, lụm. Mình đi vô mình làm cây giáo khác. Mình nhiều tài nguyên mà. Đó rồi. Dây, gỗ, ok. Dây và gỗ. Ok, thấy rồi. Đó. Giờ toàn đồ treo thôi bạn, đỡ hư. Thì ngay chỗ nhà này chắc mốc đổi thành cái sàn xịn đúng không? Cho anh đỡ hư đúng không? Phải đỡ thành sàn xịn. Không để hư hết. Gỗ, à hiếu sắt nữa. Quá êm à. Chết rồi đúng không? Nhổ nang. Ây da. Để bơi bơi lụm đồ cái. Thôi nhổ 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 neo đi để kiếm nhiều đồ hơn. Ồ tự động mấy bạn bấm E vô là tự động luôn mẹ ơi. Ơi cá mập đã chết đây. Ok, tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở clip sau. Bye. Chúc bạn xem clip vui vẻ.